Ngày 4 tháng 3, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 5 nghi phạm ném vỡ kính nhiều xe khách chạy trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, sáng 3 tháng 3, ông HVP 43 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An đến Công an huyện Diễn Châu trình báo việc rạng sáng cùng ngày. Ông chạy xe dừng nằm trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa phận xã Diễn Yên huyện Diễn Châu thì bị một nhóm người dùng đá ném vỡ kính xe. Rất may vụ việc không làm hành khách nào bị thương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ khẩn cấp 5 nghi phạm ném vỡ kính xe khách do ông P điều khiển. 5 nghi phạm là các thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi, trú ở hai huyện Yên Thành và Diễn Châu, Nghệ An. Ngoài việc ném vỡ kính của xe khách nói trên, nhóm nghi phạm còn thừa nhận đã nhặt đá bên đường ném, làm hư hỏng 4 xe khách khác chạy tuyến Nghệ An, Hà Nội.